Thi thể ngoại binh Hoàng Anh Gia Lai tử nạn đã rời Việt Nam về Bồ Đào Nha. Phía câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai thông tin cho biết, chiều ngày 19 tháng 8, đại diện câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai cùng các thành viên hội cổ động viên Hoàng Anh Gia Lai miền Nam đã tiễn biệt tiền đạo Paulo về đất mẹ. Thi thể của Paulo đã lên đường rời thành phố Hồ Chí Minh, dự kiến sẽ về đến thủ đô Lisbon, Bồ Đào Nha chiều 20 tháng 8. Mẹ, bạn gái và người thân của Paulo đang chờ đón anh ở Lisbon. Trước đó ngày 18 tháng 8, mẹ Paolo đã làm lễ tưởng niệm cho anh bên bờ biển ở quê nhà, còn bạn gái anh, Tammy đã rời Việt Nam về Bồ Đào Nha từ ngày 15 tháng 8. Tammy có mặt ở Việt Nam vào ngày Paolo qua đời, nhưng do những vướng mắc về giấy tờ, cô chỉ có thể về nước trước để chờ đón anh chứ không tự mình đưa thi thể Paolo về nước. Paolo là một trong ba thành viên câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai, không may qua đời trong vụ tai nạn giao thông thảm khốc xảy ra tại Gia Lai vào ngày 12 tháng 8. Theo nguyện vọng của gia đình, mẹ của Paulo đã ủy quyền cho câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai làm các thủ tục để đưa thi thể của anh về quê hương Bồ Đào Nha. Việc con trai mất nơi đất khách quê người là nỗi đau khôn nguôi đối với mẹ của Paulo. Bà chia sẻ, nước mắt của mẹ đã cạn, trái tim mẹ đã tan vỡ, con trai hãy cho mẹ sức mạnh để tiếp tục. Được biết trước khi vụ tai nạn xảy ra, Paulo có dự định cùng bạn gái về quê nhà vào ngày 16 tháng 8 khi kết thúc mùa giải cùng Hoàng Anh Gia Lai và đến Brazil du lịch sau đó. Tuy nhiên, dự định đó đã không thể hoàn thành.